Trong bài thực hành số 3 thì các bạn thấy là cái phần phía trên tạo thư mục, thì nếu mà bạn nào mà tạo có vướng á thì các bạn sẽ hỏi, còn cái bài này nó dễ rồi. Phần tiếp là định dạng trang A4. Cái này chúng ta cũng biết rồi đúng không? Định dạng trang A4. Cái này chúng ta cũng biết, làm trước rồi. Chọn cái magic của nó là trong cái định dạng chuẩn, nó có sẵn cái chế độ này rồi. Rồi chọn tiêu đề trang, chọn nội dung. Cái này các bạn sẽ làm thêm, nếu mà bạn nào vướng thì hỏi. Chỗ này các bạn sẽ chọn cái kiểu của nó là gì? Quật ạc đúng không? Quật ạc. Rồi chỗ này là gì vậy các bạn? Bullet and numbering. Nhớ chỗ này không? Các bạn xài word. Sau đó các bạn sẽ chọn là gì? Bullet numbering. Đây nó đây. Enter nó tự nhảy được chưa? Được không? Và bên cạnh đấy thì các bạn có dấu chấm 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 chấm. Và ở phía sau, nó canh lề từ phía sau tới. Thì chỗ này thực chất trước khi các bạn gõ dữ liệu, các bạn nên set cho thầy tab stop phải. Tab stop phải nha. Và mình đặt ở đây. Nếu như mấy các bạn mà không thấy cây thước này, các bạn vào view, bật cho thầy phần ruler thì các bạn sẽ thấy cái thước. Và chúng ta sẽ double click vào cái dấu tab stop mình mới đặt. Double click vào đây. Mình đặt ở vị trí là 6.31 inch, là ngay đây. Và mình chọn set cho nó là leader 2, tức là chấm chấm. Ok, mình chọn set trước, ok sau. Ngay tại đây các bạn tab, nó tự động nó chấm cho chúng ta. Enter, tab đến, nó mình ghi ngắn thì nó tự động nó ghi ngắn, nó mình ghi dài thì tự động nó lui lại dài. Như vậy chỗ này các bạn phải sử dụng tab stop thì người ta mới chấm điểm. Còn nếu các bạn chấm 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 thì người ta bỏ qua cái điểm chỗ này. Tab stop là không có điểm nha. Rồi chỗ này bullet numbering cũng là phải có cái này người ta mới chấm điểm. Ở phía dưới thì chỗ này table này mấy dòng mấy cột? À, 5 cột 3 dòng. Cái này thì khá dễ, nếu mà bạn nào vướng thì chúng ta sẽ trao đổi cụ thể cho từng bạn. Trang 86, bây giờ công thức của nó sẽ là gì? Trang 86 đây. Công thức chúng ta sẽ đi qua trang 87. 87. Nó yêu cầu số ngày thuê, nếu ngày đi bằng ngày đến thì số ngày thuê là 1, ngược lại thì số ngày thuê là lấy ngày đi trừ ngày đến. Tại sao chỗ này người ta phải làm như vậy? Bình thường mình sẽ lấy bằng ngày đi trừ ngày đến, chuyện gì xảy ra? Ngày đi trừ ngày đến. Có gì nhầm chăng? Ngày mấy nào? 2017. Còn cái này gõ dữ liệu là 2016. Ok, lỗi thằng đánh máy thôi. Rồi 9 ngày. Giả sử ngày đi bằng ngày đến thì chuyện gì xảy ra? Không ngày, không lẽ người này không ở, cho nên người ta mới có chuyện mà nếu. Vậy chỗ này nếu cái gì? Nếu kết quả là ngày đi trừ ngày đến bằng không, đó là một cách. Được chưa? Bây giờ mình thử nè, mình so sánh. Nếu
ngày đi bằng ngày đến, coi nó ra giá trị là gì? Trừ, đúng không? Như vậy là mình lấy cái giá trị này để mình so sánh được, đúng không nào? Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ bằng, nếu ngày đi bằng ngày đến thì sao? Thì gì? Nếu ngày đi bằng ngày đến thì số ngày thuê tính là 1. Được chưa? Thì số ngày thuê tính là 1. Còn không thì sao? Ngày đi trừ ngày đến. Được chưa? Rồi, như vậy ở đây là theo đề nhé. Nếu trường hợp chỗ này ông này ổng vào ngày 27 mà ổng đi ngày 28, còn cái bạn này vào 26 đi 26, hai người này đều tính một ngày. Cái này là do đề người ta yêu cầu, các bạn tính ra như vậy là đúng, không thắc mắc nha. Chứ không phải là các bạn nói người này vô rồi trả phòng liền tính một ngày, người này vô ngày mai mới trả phòng cũng tính một ngày là vô lý. Vô lý đó là chuyện của người ta, còn của mình là phải làm đúng nhưng mới có điểm, chứ đừng có thấy vô lý sửa công thức của người ta nha. Rồi, như vậy công thức của mình là nếu ngày đi bằng ngày đến thì số ngày ở là 1, còn không bằng ngày đi trừ ngày đến. Đó là công thức của chúng ta, được không? Rồi sửa lại cái ngày cho nó đúng, cho dễ làm. Như vậy chỗ này lúc nãy là 22, đúng không nào? Rồi mình có số ngày thuê. Tiếp tục yêu cầu gì? Giảm giá. Nếu số ngày thuê từ 5 ngày trở lên, số ngày thuê từ 5 ngày trở đi thì được giảm 10 đô, còn lại là không giảm. Vậy thì mình dựa vào cái gì để giảm? Dựa vào số ngày thuê. So sánh với 5. Như vậy ở đây giảm giá bằng, nếu như số ngày thuê là E6, số ngày thuê lớn hơn, có bằng không? Có không? Từ, tức là bằng, từ 5 ngày trở đi. Còn nếu cái đề người ta kêu là hơn 5 ngày là lớn hơn không ơi. Còn người ta nói từ 5 ngày tức là có bằng nữa nha, có bằng nữa, lớn hơn bằng 5 thì giảm 10 đô. Cái gì giảm? Bây giờ người ta không cho giá, lấy gì giảm đây? Có giá chưa? Trong bảng này đâu có giá đâu. Giá phòng 21 đô, đúng rồi. Như vậy thì mình sẽ giảm cho người ta là giảm 10 đô. Tức là lấy cái 21 này nè, trừ cho 10 thì chúng ta sẽ lấy cái gì giảm? 21 trừ 10 hay là gì? Phải vậy không? Không phải trừ 10 như vậy, mà mình sẽ lấy H3 trừ 10 để làm gì? Để đôi khi cái giá phòng này người ta thay đổi thì công thức của mình vẫn còn xài được. Còn không thì không giảm. Không giảm, giảm. Không giảm tức là khoan, coi chừng nhầm. Chỗ này mình chỉ có 10 thôi. Còn không bằng không. Đấy, giảm là như thế. Ở chỗ này người ta yêu cầu tính tiền giảm thôi mà, phải không?
người ta yêu cầu tính tiền giảm. Nếu số ngày thuê 5 ngày thì được giảm 10, còn lại giảm 0. Lúc này thành tiền người ta mới bắt đầu đưa cái giảm giá vô nè. Thành tiền bắt đầu người ta mới đưa giảm giá vô nè. Như vậy chỗ này mình chỉ tính là 10 không thôi nha. Bạn này được giảm 10, bạn này được giảm 10. Rồi, thành tiền sẽ bằng tiền USD nhân tỷ giá. À không, thành tiền là bằng số ngày thuê trừ giá nhân giá phòng trừ giảm giá, bằng số ngày thuê nhân giá phòng trừ giảm giá. Giảm là giảm 10 đô cho cả một lần ở, chứ không phải là giảm 10 đô cho một ngày. Sai cái gì? Sai cái gì theo các bạn? Tại sao mình copy công thức xuống nó bị sai? Sai chỗ nào? H3 phải làm gì? Ừ đúng rồi. Nếu trong trường hợp mình kéo xuống, tự nhiên mình thấy 84 mà lên mười mấy ngàn, lên 111 ngàn, này ông này cũng trả tiền chắc chết luôn á. Cho nên chỗ này H3 tức là đơn giá phòng mình phải F4. Đúng rồi, copy công thức xuống. Khi sai đừng có vội, đừng có xóa, mà phải coi cho kỹ là nó sai cái gì. Thành tiền là thành tiền USD nhân tỷ giá làm tròn đến hàng ngàn. Làm tròn đến hàng ngàn. Làm tròn đến hàng ngàn là kiểu gì? Là làm bằng hàm gì? Hàm gì để làm tròn? Round. Được chưa? Rồi, bây giờ trước tiên mình sẽ bằng thành tiền nhân đơn giá trước đi. Có làm gì ở đây nữa không? F4. Đúng rồi, đây là thành tiền. Rồi, mình làm tròn đến hàng ngàn. Làm tròn đến hàng ngàn là các bạn phải dùng hàm round. Round cái gì? Round cái kết quả làm tròn đến hàng ngàn. Bây giờ số ở phía sau năm digit, cái digit này là số dương hay số không hay số âm? Số mấy? Làm tròn đến 3 chữ số theo phần ngàn. Chỗ này ghi số mấy đây? 3. Số 3 ra gì? Đây là kết quả trước khi làm tròn. Kết quả trước khi làm tròn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái hàm round vô đây. Phải 3, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy thì không đúng rồi. Làm tròn đến hàng ngàn trừ 3. Khi nào mình dùng số 3? Khi nào mình dùng đây là số 3? Nếu như làm tròn hàm round mà các bạn dùng ở số phía sau là số dương, tức là nó làm tròn cái phần thật hơn. Ví dụ các bạn tính điểm, các bạn làm tròn 2 chữ số 9,75, làm tròn 1 chữ số nó là mấy? 9,8. Làm tròn 1 chữ số là chữ số thật hơn phía sau. Còn nếu người ta nói là làm tròn đến hàng đơn vị, hàng trăm, hàng ngàn, tức là làm tròn phía trước thập phân, làm tròn phía trước thập phân, thì số này chúng ta phải sử dụng số âm. Làm tròn đến hàng ngàn sử dụng số âm, tức là cái tiền lẻ hồi nãy
200 đồng không trả được, bỏ. Rồi chỗ này 500 ngàn trả được, 500 đồng trả được không? Lên 9 ha. Thầy copy con số ban đầu cho các bạn thấy nè. Rồi bây giờ copy xuống chỗ này 500 đồng không trả, trả lên 9 ngàn luôn, 8.500 trả thành 9.000. Chỗ này 1.700 trả thành 2.000. Được chưa? Như vậy thì cái này chúng ta gọi là làm tròn đến hàng ngàn trừ 3. Rồi tiếp theo còn gì nữa không? Định dạng. Định dạng, xem cái định dạng đó nó nằm ở đâu. Định dạng nó nằm ở đâu? Ở trong phần định dạng này, các bạn sẽ chọn một cái định dạng mà theo cái yêu cầu. Style, sales style, format, rồi được chưa? Đây định dạng các bạn chọn bảng nè, các bạn vô chọn style nè, đó trong này nó cho các bạn các cái là loại định dạng đó, được chưa? Định dạng theo command style xong phần Excel, phần PowerPoint các bạn về nhà tự làm, nếu thấy khó hôm sau lên hỏi. Chứ ở lớp trước tiên là chúng ta giải Excel trước, còn Word, PowerPoint thì nó dễ hơn, các bạn về nhà làm. Vẫn còn thời gian, chúng ta làm bài này trước đi.